Từ châu thổ sông Hồng đến sông Hương xứ Huế. Hồi ký, tác giả Lê Huy Mai, giọng đọc Hải Yến, số 40. Đến giữa tháng 12 năm 1977, đội hình chiến đấu sư đoàn 324 đã triển khai xong kế hoạch. Sở chỉ huy sư đoàn và các đơn vị bố trí ở Văn Viên, trung đoàn 1 đóng quân ở Phôn Hồng, trung đoàn 335 sang trước đang tiếp tục làm nhiệm vụ truy quét phỉ ở Mường Trà, Phu Bia. Trung đoàn pháo binh đã triển khai trận địa ở khu vực Phôn Hồng 3 cây số. Mấy ngày sau, trung đoàn 3 cũng đã triển khai xong lực lượng ở khu vực Mường Ca Sỉ. Nhân dân các bộ tộc Lào vui mừng thấy sự hiện diện của bộ đội Việt Nam bảo vệ cuộc sống bình yên cho họ. Thời gian ấy, các đơn vị vừa ổn định nơi đóng quân, vừa nắm địch xây dựng phương án chiến đấu. Nhiệm vụ của sư đoàn 324 là vừa đánh địch ở khu vực Phu Bia, Mường Ca Sỉ, vừa giúp bạn thực hiện các phương án bảo vệ chính quyền cách mạng ở thủ đô Viên Chăn. Lúc bấy giờ, do thiếu cán bộ, tôi là chủ nhiệm trinh sát, lại được giao kiêm trưởng ban tác chiến sư đoàn nên rất bận. Mãi đến đầu tháng 2 năm 1978, đồng chí Phạm Huy Trưởng, trung đoàn phó trung đoàn 3, về giữ chức trưởng ban tác chiến sư đoàn, tôi không phải kiêm nhiệm nữa. Dịp ấy, tôi tranh thủ viết thư về cho vợ. Văn Viên, mùng 8 tháng 1 năm 1978. Em và con của anh, trước khi xa đất nước và ngay sau khi đến vị trí trú quân tại mảnh đất Triệu Voi này, anh đã tranh thủ ghi thư cho em và con. Không biết những lá thư ấy đã đến tay em chưa? Hôm nay, có anh Hạ cùng ở với anh về nước, anh lại ghi tiếp lá thư này. Chắc rằng lá thư này sẽ đến tay em trong dịp em và con cùng gia đình đang chuẩn bị đón xuân. Trước hết, anh mong em cùng con mạnh khỏe, vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Tết này, anh không về được. Em chuyển lời chúc sức khỏe, nhân dịp xuân mới tới thầy mẹ hai bên, tới các bác, các chú, các thím, các anh, các chị, cùng bà con chòm xóm và các bạn của em. Chắc rằng năm nay, gia đình ta ăn Tết vui lắm. Anh Diêm, chị Yên, em Tị, Thìn, anh Kháng, chị Tuyết, các em Cường, Chính, Hoàn, Hiền, Hệ, Phồn đều được về thì phải. Giá mà anh cũng được về trong dịp Tết này thì hay quá. Bao nhiêu năm xa nhà, anh cố mong được ăn một cái Tết thật vui với gia đình. Anh tưởng cái điều không mong muốn ấy sẽ đến với anh trong dịp Tết này. Thế rồi anh lại đi xa, không biết đến khi nào mới có điều kiện thực hiện được cái điều mong muốn còn con ấy. Em nhớ kể chuyện Tết quê nhà cho anh nghe nhé. Và rồi anh sẽ kể chuyện đón xuân của các anh ở đất nước Triệu Voi cho em và con nghe. Chắc rằng Tết ở đây cũng vui không kém ở nhà đâu. Các anh đã bắt đầu chuẩn bị Tết từ bây giờ. Các anh định tổ chức một cái Tết thật to. Việt Nam mùa xuân có hoa đào, có bông mai vàng. Còn ở đất Triệu Voi này có hoa champa, hương thơm ngào ngạt, trắng như tuyết. Ở nước ta có những tối liên hoan văn nghệ, còn ở đây có những đêm quây quần bên đống lửa, nhảy múa lăm vông rộn ràng. Anh không được về ăn Tết, chắc rằng em, con và thầy mẹ buồn. Anh biết vậy, nhưng chẳng làm sao được. Em nhớ động viên thầy mẹ nhé. Anh nhớ con quá, nhớ da diết. Và anh lại mong ngày về. Nhiều lúc anh mong có một tấm ảnh đứa con trai đầu lòng của mình. Mong em và con khỏe vui. Anh Huy Mai. Vào cuối tháng 2 năm 1978, bọn phản động ở Lào có sự hỗ trợ từ nước ngoài đã bí mật chuẩn bị thực hiện âm mưu tấn công thủ đô Viên Chăn để gây khó khăn cho chính quyền cách mạng Lào. Tôi được lệnh bàn giao cơ quan trinh sát sư đoàn cho đồng chí Phan Đình Hạ phụ trách. Sau đó, tôi nhận nhiệm vụ cùng một phân đội trinh sát đặc biệt
gồm 30 chiến sĩ do đồng chí Nguyễn Xuân Lộc, đại đội trưởng chỉ huy, về bố trí ở cây số 6, khu vực trường Đại học Viên Chăn ngày nay, để sẵn sàng giúp bạn khi có tình huống bất trắc xảy ra. Vị trí này nằm sát với nơi làm việc của các cơ quan nhà nước Lào. Chúng tôi có nhiệm vụ nắm địch, đánh địch và cùng lực lượng bạn bảo vệ an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước Lào. Sư đoàn tổ chức 2 bãi đỗ trực thăng ở phía tây, cách cây số 6 khoảng 3 km. Máy bay trực thăng của ta sẵn sàng hạ cánh xuống đó để giúp bạn khi có tình huống bất lợi xảy ra. Cuối tháng 3 năm ấy, hoạt động của phân đội trinh sát đặc nhiệm đã đi vào nề nếp. Tôi được lệnh về sư đoàn nhận nhiệm vụ gấp. Tôi giao công việc cho đồng chí Nguyễn Xuân Lộc, chỉ huy phân đội trinh sát, rồi về Văng Viêng ngay buổi tối hôm đó. Về đến sở chỉ huy sư đoàn, tôi được biết Trung đoàn 3 đang gặp khó khăn trong nhiệm vụ đánh bọn phỉ cóng sừ ở khu vực Mường Ca Sỉ. Sau hơn 2 tháng hoạt động liên tục, bộ đội ta thương vong tới gần 60 đồng chí mà ta vẫn chưa có trận đánh phỉ nào thành công. Vì vậy, tôi được giao nhiệm vụ cùng Thượng tá Lê Văn Dánh, Phó Chính ủy Sư đoàn, cùng một số cán bộ cơ quan và một phân đội trinh sát xuống giúp Trung đoàn 3 tìm cách tháo gỡ khó khăn. Anh Lê Văn Dánh là một cán bộ chính trị xông xáo vững vàng trong mọi tình huống, tính tình thẳng thắn nóng nảy nhưng hết lòng vì cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Những năm sau này, anh Lê Văn Dánh làm sư đoàn trưởng sư đoàn 324, rồi được phong hàm thiếu tướng, giữ chức tư lệnh phó chính trị quân khu 4. Anh mất năm 1992 do căn bệnh hiểm nghèo. Hôm ấy, trên đường đi đến Trung đoàn 3, bọn phỉ ở trên dãy núi đá hiểm trở 3 lần bắn tỉa vào đội hình hành quân của đoàn cán bộ và trinh sát ta. Tuy chưa có thương vong, nhưng rất nguy hiểm. Tôi chủ động bàn với Phó Chính ủy Sư đoàn Lê Văn Dánh cho tất cả cán bộ cất bao súng ngắn vào ba lô và không ai được chống gậy. Bọn phỉ cóng sừ rất danh mãnh, các họng súng bắn tỉa của chúng trước hết nhằm vào các cán bộ chỉ huy của ta. Phát hiện người đeo súng ngắn, chống gậy, ra dáng cán bộ là chúng nhằm vào đó. Đến sở chỉ huy Trung đoàn 3, Trung đoàn trưởng Đinh Xuân Bài, Chính ủy Trung đoàn Phan Đân cho biết tình hình phỉ cóng sừ ở vùng Mường Ca Sỉ rất phức tạp. Chúng trà trộn trong dân và thường lén lút tổ chức phục kích, gài rất nhiều mìn trên đường. Có đơn vị đã bị chúng gài mìn ở sát các chốt và nơi đóng quân của ta. Bộ đội thương vong nhiều, khiến một số bộ phận quân ta hoang mang, không dám rời vị trí chốt và nơi đóng quân để truy đuổi địch. Sau khi nghe báo cáo, Phó Chính ủy Sư đoàn đã xác định rõ hướng lãnh đạo đơn vị. Ông chỉ thị, trước tình hình như vậy, việc đầu tiên chúng ta phải làm là tìm mọi cách động viên, củng cố quyết tâm cho bộ đội, dám đánh phỉ, quyết đánh phỉ và đánh thắng phỉ. Tiếp theo lời Phó Chính ủy, tôi mạnh dạn đề xuất. Theo tôi, Trung đoàn 3 cần nhanh chóng thay đổi cách đánh cho phù hợp. Muốn đánh được phỉ, ta phải tổ chức thật nhiều bộ phận nhỏ để truy tìm, đẩy đuổi địch quanh chốt và nơi trú quân của ta, rồi bám địch đẩy chúng ra xa dần đến tận xào huyệt của chúng. Trước mắt, ta tương kế tựu kế, có thể phục kích ngay sát vị trí quanh chốt của đơn vị để diệt địch, gây khí thế cho bộ đội. Làm như vậy, nhất định ta sẽ đẩy được phỉ ra xa, tạo điều kiện cho bộ đội truy quét tiêu diệt chúng. Sau đó, đoàn cán bộ trinh sát sư đoàn cùng với lãnh đạo Trung đoàn 3 đã xây dựng phương án chiến đấu và hướng dẫn cách đánh phỉ cụ thể cho các đơn vị. Mấy ngày hôm sau, Trung đoàn 3 đồng loạt mở các đợt phục kích, truy lùng, tập kích, đánh phỉ rất hiệu quả. Các đơn vị đều đánh nhỏ, đánh lẻ, nhưng đánh chắc, đánh thắng. Chỉ sau gần một tháng hoạt động theo phương án đánh địch mới, ta đã tiêu diệt hàng trăm tên phỉ, bắt sống nhiều tù binh và đã làm cho kẻ địch lúng túng, bị động, thiệt hại nặng nề, buộc bọn phỉ phải co lại để đối phó. Thừa thắng, Trung đoàn 3 tổ chức lực lượng tấn công vào xào huyệt của bọn phỉ cóng sừ. Trước sức mạnh của ta,
bọn phỉ cóng sừ tan rã từng mảng lớn. Chúng bị bóc tách ra khỏi địa bàn, trở thành tàn quân trốn lùi trong rừng, không dám hoạt động hung hăng như trước nữa. Sau gần một tháng tham gia đánh địch ở khu vực Mường Ca Sỉ, tôi rời trung đoàn 3 trở về Viên Chăn cùng với trinh sát ta và lực lượng của bạn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cán bộ lãnh đạo trung ương của bạn. Suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ ở Viên Chăn, lực lượng trinh sát đặc nhiệm của ta đã nắm chắc địch cùng các đơn vị của bạn, ngăn chặn không để bọn phỉ và các tổ chức phản động thực hiện các cuộc tập kích gài mìn ở nội đô và xung quanh thủ đô Viên Chăn. Đồng thời, ta cùng với bạn ngăn chặn kịp thời những âm mưu hoạt động phá hoại của các tổ chức phản động Lào. Đại hội Đảng bộ Sư đoàn giữa năm 1978 đã tổng kết và đề ra những chủ trương lãnh đạo phù hợp và định hướng cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào trong những năm tới. Đó là Sư đoàn 324 đóng quân trên đất bạn, có nhiệm vụ giúp bạn trấn áp bọn phản động, đảm bảo an ninh chính trị, đồng thời xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh. Để xây dựng chính quyền cơ sở của bạn, lúc đầu, sư đoàn tổ chức một đội công tác vận động quần chúng làm thí điểm. Đội này gồm có 13 cán bộ do đồng chí Cao Ngọc Oánh chỉ huy, hoạt động tại khu vực thị trấn Văng Viêng. Vượt qua khó khăn do ngôn ngữ bất đồng, mọi người trong tổ công tác chăm chỉ học tiếng Lào, bám sát dân bản, phân tích, làm cho nhân dân hiểu rõ mối quan hệ Việt-Lào, không nghe lời bọn phỉ vàng bao. Đồng thời giúp chính quyền các thôn bản tổ chức các đoàn thể và cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Sau một thời gian ngắn, phòng chính trị chủ trì rút kinh nghiệm, khẳng định rõ hiệu quả của đội công tác xây dựng cơ sở, nên đã chỉ đạo các trung đoàn tổ chức thêm 19 đội công tác xây dựng cơ sở ở các bản làng của bạn. Tình hình an ninh chính trị nước bạn Lào, đặc biệt là ở thủ đô Viên Chăn, dần dần ổn định. Tháng 7 năm 1978, phân đội trinh sát đặc nhiệm do tôi chỉ huy được lệnh thu quân về đơn vị. Ngày 28 tháng 7 năm 1978, theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký sắc lệnh 67 LTC về việc thành lập binh đoàn 678 trực thuộc Bộ Quốc phòng. Binh đoàn 678 thành phần gồm Mặt trận 379, Sư đoàn 968, Sư đoàn 324, Lữ đoàn 176 và một số đơn vị trực thuộc do Trung tướng Trần Văn Quang làm tư lệnh, Thiếu tướng Lê Tiến Phục làm chính ủy. Đây là lần đầu tiên trên chiến trường Lào có một tổ chức quân tình nguyện Việt Nam lớn mạnh như vậy. Những năm sau này, các đội công tác của các đơn vị trong sư đoàn đã hoạt động thành nền nếp hiệu quả và được lãnh đạo của bạn và nhân dân ca ngợi. Trong địa bàn đóng quân của sư đoàn, nhiều bản đã có chính quyền, đoàn thể, đồng bào các bộ tộc Lào phấn khởi tin tưởng, yêu mến bộ đội quân tình nguyện Việt Nam. Nhiều người đã chủ động giúp đỡ bộ đội Việt Nam. Do đó, lực lượng ta làm nhiệm vụ trên đất bạn Lào thuận lợi hơn trước rất nhiều. Giữa tháng 8 năm 1978, trong niềm vui chiến thắng từ các mặt trận trên đất bạn Lào, tôi nhận được quyết định về nước học tập để nâng cao trình độ, để đủ điều kiện phục vụ quân đội lâu dài theo quy hoạch của Bộ Quốc phòng. Lúc bấy giờ, Sư đoàn 324 cùng lực lượng của bạn đã thống nhất trong mùa khô phải cùng nhau phối hợp hành động giải phóng Phu Bia. Trinh sát chúng tôi đã chủ động đi trước một bước, cho nên phương án giải phóng Phu Bia của sư đoàn đã được xây dựng rất chi tiết, cẩn trọng, tính khả thi cao và được Bộ Tư lệnh Binh đoàn 678 thông qua. Thế là tôi sắp phải xa sư đoàn 324 thân yêu của tôi sau hơn 13 năm gắn bó sống chết cùng đồng đội trên các nẻo đường chiến dịch đầy máu lửa. Xúc động trào dâng, những kỷ niệm trong 13 năm lần lượt ùa về. Với tôi, đó là những năm tháng gian khổ, hiểm nguy, đầy hy sinh, nhưng đó là những năm tháng hào hùng oanh liệt của một thời trai trẻ đã rèn giũa tôi trưởng thành.
Tôi có một tuần lễ để chia tay đồng đội trên đất bạn Lào. Những ngày chia tay ấy đầy tình cảm, xúc động, bịn rịn và lưu luyến. Các đơn vị, phòng tham mưu và các thủ trưởng sư đoàn đều tổ chức những bữa cơm liên hoan thân mật và rất vui để chia tay tôi trước khi về nước học tập. Trước ngày lên đường, Đại tá Nguyễn Trọng Dần, chính ủy sư đoàn, còn mời tôi cùng ăn với ông bữa cơm tối ấm áp tình anh em, tình đồng chí. Trong bữa cơm, Đại tá chính ủy còn động viên tôi về học viện, nhà trường quân đội học tập thật tốt. Mong sao sau này lại được trở về sư đoàn với trách nhiệm cao hơn, làm việc tốt hơn. Tôi rất cảm kích tấm lòng của chính ủy. Tôi đã hứa sẽ thực hiện trọn vẹn những điều thủ trưởng căn dặn. Lúc tôi lên xe ô tô đi Viên Chăn để về nước, các thủ trưởng sư đoàn cùng các đồng chí trong cơ quan đơn vị đến tiễn chân tôi rất đông. Ai cũng chúc tôi thành công và may mắn trong những năm tháng học tập cũng như công tác sau này. Đích thân chính ủy sư đoàn đã chỉ thị. Sư đoàn cho phép lái xe ở lại, đưa anh Mai đi thăm thú Viên Chăn, đến tận khi lên máy bay mới quay về đơn vị. Cảm ơn thủ trưởng, tôi đáp lời. Nhìn sâu vào đôi mắt ông, tôi thấy được ở trong đó còn chứa đựng bao nhiêu điều chưa nói ra và bao nhiêu những tình cảm tin yêu chan chứa trong con người chính ủy. Chính ủy Nguyễn Trọng Dần, quê ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông về sư đoàn 324 từ năm 1973. Người tầm thước, mộc mạc, quyết đoán, nóng tính nhưng rất tình cảm. Những năm sau hòa bình, ông làm phó tư lệnh quân khu 4 rồi nghỉ hưu tại Huế. Những khi có điều kiện qua Huế, tôi vẫn đến thăm ông. Ông Nguyễn Trọng Dần mất tại Huế vào giữa những năm 2000. Hơn 13 năm xa quê, đi chiến đấu ở miền Nam, giúp bạn Lào và ở khu 4. Đó là một khoảng thời gian dài, xa để mà nhớ, xa để mà trưởng thành, xa để mà trở về sum họp trong niềm vui của bạn bè, gia đình, dòng họ. Đúng là được trở về nước học tập, tôi rất vui, nhưng vẫn có cái gì đó níu kéo tôi. Nhìn lại những bước đường đã qua trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, tôi đã có gần 10 năm sống, chiến đấu, trưởng thành ở tỉnh Quảng Trị và vùng sông Hương xứ Huế oai hùng. Tôi biết ơn những người dân trên miền đất mộng mơ nhưng đầy máu lửa ấy đã nuôi tôi, cưu mang tôi, bảo vệ và dành cho tôi những tình cảm thắm thiết nhất trong suốt những năm tháng cam go ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Chắc rằng trong suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được vùng đất thân thương ấy. Và tôi cũng có gần một năm trong đội ngũ bộ đội tình nguyện Việt Nam trên đất Triệu Voi, gian nan nguy hiểm nhưng cũng rất vẻ vang. Sau ngần ấy năm xa quê, tôi được trở về với miền quê thân yêu, vùng châu thổ sông Hồng. Buổi sáng hôm ấy, chiếc máy bay quân sự chở tôi ổn định độ cao. Từ trên không trung, tôi nhìn xuống núi non trùng điệp của nước bạn, rồi dải trường sơn hùng vĩ của đất nước thân yêu. Bao nhiêu cảm xúc lại ùa tới. Tôi nghĩ đến thời gian gắn bó trên đất nước Triệu Voi đầy gian nan nguy hiểm. Nhớ tới công lao của những người đồng đội, những người đồng chí của mình đã ngã xuống nơi này. Chính họ đã không tiếc xương máu của mình để xây nên mối quan hệ quốc tế đặc biệt, thủy chung son sắt, Việt-Lào như hôm nay. Rồi tôi lại nghĩ về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đầy gian khó hy sinh, mất mát của quân và dân ta. Và nhớ lại ngày vui khi miền Nam được giải phóng, đất nước trọn niềm vui, rồi tôi được về thăm nhà, rồi sẽ được đi học. Tôi được biết, từ chiến trường nước bạn Lào, nhiều cán bộ đã từng chiến đấu công tác tại sư đoàn 324, trong đó có tôi, đã được lãnh đạo sư đoàn 324
quân khu 4 và binh đoàn 678 gửi đi học tại các trường quân sự với ý định đào tạo cán bộ phục vụ quân đội lâu dài. Sau này về công tác tại các sư đoàn, quân đoàn, bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố và các cơ quan chiến lược. Do đó, tôi tự thấy trách nhiệm của mình trong thời gian tới phải cố gắng rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chiếc máy bay thông báo hạ thấp độ cao rồi hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm. Hà Nội đây rồi, sông Hồng của tôi đây rồi. Một số anh em phi công quen biết ở Trung đoàn Không quân Vận tải Quân sự ra tận cầu thang máy bay đón tôi và đã đưa tôi ra ga Hàng Cỏ để lên tàu về Nam Định. Chiều hôm ấy, tôi đã về đến nhà giữa niềm vui của mọi người. Từ chiến trường nước bạn Lào trở về, tôi có được ít ngày tranh thủ thăm quê nhà yêu dấu. Vợ tôi, bố mẹ hai bên nội ngoại của tôi và mọi người ai cũng vui mừng sau gần một năm xa nhà, xa quê, xa tổ quốc. Cậu con trai đầu lòng bé bỏng của tôi đã 16 tháng tuổi. Cu cậu đã đi lại vững vàng và chạy khắp nhà khắp sân. Miệng trẻ thật dễ yêu, bi bô nói suốt cả ngày. Thấy bố, con trai của tôi tròn xoe mắt. Vì chưa biết là ai nên lắp bắp gọi bác rất ngộ nghĩnh. Mấy ngày sau mẹ dậy mãi con mới biết bập bẹ gọi bố nhưng lại hay quên. Lần đầu tiên trong đời nghe thấy tiếng con trai mình gọi lên tiếng bố. Tôi rất vui, một niềm hạnh phúc lâng lâng khó tả. Quyên Quyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.